Một sản phẩm mũ cách ly di động phòng chống COVID-19 do người Việt nghiên cứu phát triển đã vượt qua những bài kiểm tra khắt khe nhất của Bộ Y tế Việt Nam cũng như FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ. Sản phẩm mặt nạ phòng chống COVID-19 và lây nhiễm qua đường hô hấp Vihem hiện đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính về y dược. Vihem là chiếc mũ bảo hộ che kín đường hô hấp, được bơm không khí liên tục qua một màng lọc virus, khiến virus không thể lây xuyên qua mũ trong khi đội. Chiếc mũ cũng được thiết kế một hệ thống quạt làm thoáng khí, không gây đọng hơi nước bên trong, vì vậy không làm ảnh hưởng tầm nhìn của người sử dụng. Người dùng có thể thoải mái đội mũ trong suốt vài tiếng đồng hồ mà không lo bị ngứa ngáy hay nóng bức, thậm chí còn có thể ăn uống thức ăn chứa trong mũ một cách rất dễ chịu. Sản phẩm được hoàn thiện từ sáng kiến của ba học sinh là Đỗ Trọng Minh Đức, Trần Nguyễn Khánh An và Nguyễn Hoàng Phúc, là một trong 37 công trình giải pháp sáng kiến được nhận giải thưởng Tuổi Trẻ Sáng Tạo của Trung ương Đoàn năm 2021. Nhìn thấy những ưu điểm của sáng chế mũ chống dịch Vihem, một doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư để đưa sản phẩm hoàn thiện phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Vihem được thiết kế trên nguyên lý hoạt động của mặt nạ có tên là PAR. Đây là mặt nạ lọc không khí với các tiêu chuẩn được toàn cầu công nhận và có độ an toàn gấp 100 lần khẩu trang N99. Nhận thấy mặt nạ phòng chống COVID là một sáng chế rất là hữu ích để góp phần là phòng chống dịch COVID đang diễn biến rất là phức tạp trên thế giới. Thì chúng tôi cũng đã đồng hành cùng cả nhà sáng chế để hoàn thiện sản phẩm và đăng ký chất lượng với cả Bộ Y tế Việt Nam và đã được Bộ Y tế Việt Nam cũng như là Cục Quản lý Dược phẩm của Hoa Kỳ phê duyệt. Nhược điểm lớn nhất của mặt nạ PAR là không thể đeo được trong thời gian dài với nhiều bất tiện. Để khắc phục, nhóm sáng chế đã gắn thêm một găng tay đặc biệt ở đáy mũ, cho phép người dùng gãi mặt, dụi mắt hay thậm chí ăn uống mà vẫn giữ được cách ly đường hô hấp với môi trường bên ngoài. Nhờ đó, người dùng có thể đội mũ thoải mái liên tục trong một ca làm việc khoảng từ 4 tiếng, với nguy cơ lây nhiễm được kiểm định là giảm tới 99,9%. Bình thường các cái mũ khác ấy, khi mình đội vào thường sẽ rất là kín và đội trong một thời gian dài nó sẽ gây rất là nhiều các cái khó khăn đấy, hoặc là chảy mồ hôi hoặc ngứa mặt thì thường là đa phần là mình sẽ không thể nào mình chạm vào mặt được, nhưng mà ở đây là có những cái ví dụ như là các cái găng tay đi kèm với mũ này rất là tiện này, mình có thể là gãi mặt hoặc là mình có thể lau mồ hôi lúc mình cần thiết này. Ngoài ra thì là còn có thể là khi mình đội mũ thì mình vẫn có thể hoàn toàn mình uống nước được rất là thoải mái. Tôi đã sử dụng cái mặt nạ Vihem này thay cho cái khẩu trang hàng ngày và tôi thấy là khi mà tôi cần thiết phải đi ra ngoài để đi vào siêu thị mua đồ ăn thức uống hay là đi vào thang máy hoặc là đi những công việc cấp bách thì tôi đã sử dụng cái mặt nạ này và tôi cảm thấy rất là dễ chịu. Em làm theo cái lồng rồi. Sản phẩm Vihem đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe nhất về các chỉ số tiêu chuẩn, lọc được 100%, không hề có hạt bụi mịn PM2.5 nào lọt được vào đường hô hấp. Cùng với đó, quạt lọc của Vihem có thể cung cấp 170 lít không khí sạch vào mũ trong mỗi phút. Nhờ đó, lượng CO2 tích tụ bên trong mũ được giữ ở mức 2.471 ppm. Đây là kết quả tốt hơn rất nhiều so với mức 5.500 đến 11.700 ppm của các loại mũ phẫu thuật và thiết bị bảo hộ cá nhân khác được đo bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ. Qua từng phiên bản nó sẽ đạt được những cái tính năng ví dụ như là dễ dàng trong việc bảo trì và làm sạch, xong rồi đeo được lâu mà không bị mỏi, xong rồi tiếng ồn giảm. Tức là rất nhiều các cái cải tiến khác nhau từ ở từng chi tiết một đều thay đổi rất nhiều lần, thì mỗi lần như thế thì phải trải qua những cái thử thách như là tìm kiếm nhà cung cấp những cái vật liệu nó rất đặc biệt, cái điểm cho là tối ưu. Sản phẩm đã nhận được giải vàng tại cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế lần thứ 5 diễn ra tại Canada năm 2020. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã được tặng bằng khen, biểu dương tinh thần tuổi trẻ Việt Nam sáng tạo cùng đất nước vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19 tại Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp năm 2020.